Cuộc vận động thanh niên sống đẹp, sống có ích là một chương trình hoạt động trọng tâm được Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp triển khai sâu rộng trong thanh niên những năm qua. Bằng nhiều cách làm, hiệu quả rõ nét nhất của cuộc vận động đó là đã góp phần cổ vũ thanh niên xây dựng ước mơ hoài bão, định hướng lối sống đúng đắn, lành mạnh, xây dựng lý tưởng sống cống hiến cho thanh niên. Và cũng từ đây đã xuất hiện nhiều cá nhân thanh niên tiêu biểu, những người đã dũng cảm, nghị lực vượt qua những hoàn cảnh khó khăn, chông gai của cuộc sống và đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một thanh niên như thế qua phóng sự sau đây. Đã từ nhiều năm nay, Lê Thị Thu Hà, học sinh lớp 11 chuyên sinh trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang, sống cùng gia đình mình trong căn nhà đơn sơ như thế này ở thôn Thành Trung, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang. Em là chị cả trong một gia đình có hai chị em. Mẹ bị bệnh tim nặng, bố bị tai nạn giao thông, gần như mất khả năng lao động. Kể từ khi người cha bị tai nạn, toàn bộ sinh hoạt của gia đình Hà chỉ còn biết trông vào nghề bắt cua của mẹ em và hai sào ruộng. Hoàn cảnh gia đình khó khăn như vậy, nhưng chưa bao giờ Hà nản chí, chểnh mảng học hành. Ngược lại, đó còn là động lực để em cố gắng học tốt hơn. Cháu ở nhà thì không bao giờ phải nhóc nhà học tập. Cháu tự học thôi, còn em thì nhiều khi mà cháu học khuya quá, em phải bảo cháu là đi ngủ, chứ còn không phải mai lại không dậy đi học được. Nỗ lực của Thu Hà đã giúp cho em đạt được những thành tích đáng ghi nhận trong học tập. Đáng kể nhất đó là thủ khoa thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên sinh trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang, huy chương vàng môn sinh học kỳ thi học sinh giỏi khu vực Trung du miền núi phía Bắc, huy chương đồng kỳ thi học sinh giỏi các trường Trung học phổ thông chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ. Ở lớp em luôn là học sinh dẫn đầu môn chuyên sinh và hiện là một trong năm học sinh đội tuyển quốc gia của trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang. Cô học sinh nghị lực, đặc biệt yêu thích và tỏ rõ năng khiếu với môn sinh học. Hoàn cảnh của em rất là khó khăn nhưng không bao giờ em bộc lộ ra được cái hoàn cảnh đó và em rất là có ý thức vươn lên và không bao giờ tỏ vẻ với mọi người là mình rất là khó khăn. Đấy. Và cái tinh thần hài thái độ học tập của em rất tốt. Em có năng khiếu đặc biệt về môn chuyên và em kết quả thi hàng tháng em luôn là đứng top đầu trong lớp. Đối với Lê Thị Thu Hà, có một lý do đặc biệt để em say mê và quyết tâm học thật giỏi môn sinh học. Vì niềm đam mê thôi. Và niềm đam mê và ước mơ làm động lực. Em đam mê môn sinh và em muốn làm bác sĩ. Vì vậy em phải học giỏi môn sinh để có thể thi vào trường y. Thi vào trường y thì em sẽ có thể thực hiện ước mơ của mình là trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ. Con đường làng hàng ngày Lê Thị Thu Hà vẫn đi qua để đến trường. Nó bằng phẳng hơn rất nhiều so với những gì mà cô học sinh nhỏ bé đã và đang phải vượt qua để đến được cánh cổng trường đại học. Tất cả còn đang ở phía trước, nơi mà khó khăn đang thử bản lĩnh, nghị lực của con người để có thể thay đổi số phận.